một cái này xa lắm. Anh có cái gần sai càng không ngon. Cái này với anh bị dở. Nó chia hết tinh ngon rồi. Đúng rồi. Là nó chia hết tinh túy cho kết quả của nó hả? Gì nữa? Thích cây này. Cây này nhiều nhất, em khuyên anh thật lòng cây này. Em chắc chắn là cây này sẽ là cây ngon rồi chứ không có cây nào nữa đâu. Sao bình thường anh mini là cái mặt anh xấu lắm mà sau này mini mà anh ham chùa thế nhỉ? Để anh nói cho mấy em biết nha. Quả càng nhiều không có ai ăn trộm, suy ra nó không ngon. Đúng. Oh my god. Oh my god, kiến thức mới được thu nhập. Oh my god. Đi, mình phải cho quả ít hả? Cây này. Quả nào luôn. Cây này. Em có nhìn thấy chùm kia. Bên trên kia một đống. Ừ nhỉ. Với cái độ cao của chúng ta không thể nào với tới. Đúng, cái chợ này, trên này. Ai bây giờ hay là chúng mình bắt người lên nhau treo lên lấy. Không lên được. Em bắt anh nằm lên trên nhau. Anh không lên được. Đi. Anh phải lên được chứ. Còn nhiều cây không đi đâu. Đây. Ui cây này nhiều quả, ngon. Cái này cái nhãn hả? Cái đấy. Không, cây này không ngon. Cây này cao cũng không phải được. Anh cái gì cũng chê, vậy anh ăn cướp đi. Ui dồi. Ý bắt hết rồi. Bắt hết thật rồi. Kia. Đâu. Ui, một quả duy nhất. Cái này ngon. Ủa anh ơi, nhưng mà một quả cho chưa 1 2 3 4 5 người thì chứ kiểu gì? Mỗi người cắn một miếng. Đúng rồi. Đi nó không thông. Đi kia tập rất nhiều đi anh. Không, cái này ngon. Một quả phải cái này. Không. Bây giờ em nói cho anh biết, với sự ưu tú của chúng mình, một quả thì không thể nào chia cho 4 sự ưu tú được. À đâu, 5 sự ưu tú kể cả em. Đấy, thế cho nên là mình phải bắt cái nhiều. Không, mình phải ăn ít mình mới cảm nhận được sự tinh tế của nó. Nhưng mà anh đi không đã. Chia làm sao được, một quả chia mỗi đứa một miếng hết à? Để bây giờ anh nói ra. Ừ, anh nói đi. Ăn nhiều quá thì chúng ta sẽ bị ngán và chúng ta sẽ không ăn được nữa. Thế ra chúng ta chỉ ăn một quả là đủ rồi. Lần sau bọn mình còn đi ăn vặt nữa chứ. Ừ nhỉ, anh năm nay. Thế sao? Thế sao anh ơi, mình không vặt một lượt, mình để dành mỗi ngày ăn một ít. Để nhiều bị kiến xong em ạ. Ồ, mình để tủ lạnh được mà anh. Không, tủ lạnh đầy mất. Sao hai anh cứ phải dính với nhau vậy, chia xa nhau ra. Đi lại xem nào. Tách nhau ra. Cái tình yêu đôi lứa thì ba cái tuổi ranh này. Thế một quả này cho em hả? Ý là anh là một quả cho em đúng không? Không. Vật cho 6. Vật cho 6 á? Không. Cái này vật cho 7. Vật cho 7. 7 ở đâu? 7 đâu rồi? Em không biết. Ôi giời, 7 bỏ anh đi tư tai rồi. 7 đi hả? Để em vật cho. Không được. Để em vặt cho. Nhưng cái quả này, cây này có một quả duy nhất đúng không? Ủ đấy. Có một quả thôi. Cây này có một quả duy nhất thì chắc chắn là quả này quả tinh túy hội tụ rồi vừa là đất trời các kiểu thiên nhiên vào. Hoa quả thì ngon đấy. Cái này ngon mà. Để chị. Không. Sao vậy? Hình như là cái quả này nhiều đúng không? Cây này không có một quả nào. Mấy quả kia bị vặt hết rồi đúng không? Đúng. Thế thì chứng tỏ quả này có năng lực gì đó. Phải người đặc biệt mới vặt được. Đúng rồi. Chị đặc biệt. Không được, con này kéo nó lại. Không. Kéo nó lại. Ôi. Mày xoay nhà tao. Xoay nhà mày á? Đúng rồi, cây nhà tao ấy. Xoay này rõ ràng là xoay nhà Hoang. Nhà ra trong đây. Bằng nhà nào? Mày bớt ra bớt bớt. Sổ đỏ nhà mày đâu? Ai mày ăn trộm xoay nhà tao đây. À. Mày ăn trộm xoay nhà tao đây. Mày kiểu gì đây? À. Ủa? Ai chết dưỡng mày đây? Chỉ bận tao. Mày nhảy tao à? Kêu mày kìa. Anh ơi đi. Mày, sao mày ái thế? Ôi giời ơi, dăm ba cái thằng bánh bèo này mà nhìn tao sợ, tao chạy sợ anh. Nói mày, bèo, tao không bánh bèo đâu, nuôi à. Mày không được to mồm. Mày mà to mồm mà cái mồm mày vỡ mồm. 2, 3, à, mồm em ơi. 1, 2, 5. Thằng làm gì lại được mồm? Ừ. Hai thằng. Em chọn thằng nào? Thằng nào cũng không có tuổi với em. Thấy chưa? Mày nó khinh thường à? Mày nó khinh thường tao hả? Em đi. Mày bình tĩnh. Bây giờ bọn tao phải nói chuyện trước. Em chọn thằng nào? Em muốn solo mới. Em không đủ tuổi. Không đủ tuổi. Em 6. Anh có gì nói đi. Em cần gì phải đánh anh bột đánh cho em rồi. Thấy chưa? Chúng mày thấy chưa? Chúng mày sao đủ đẳng cấp? Chúng mày coi thường tao á? Đúng. Chúng mày từ đâu ra đây mà coi thường bọn tao? Chúng mày từ đâu mà đánh nhau tao lại? Chúng mày ở đâu? Anh nói, chúng mày ở đâu? Sợ quá. Bây giờ nhá. Đại ca đã tìm tới rồi.
Mày làm gì có đại ca? Đại ca của mày nhá, bọn tao xé hết quần hết rồi. Này, chúng mày đang nháo nháo bắt quần. Anh em. Đấy. Anh em này, tôi đi. Chúng mày gọi là tôi đấy. À, được, nó thách mình tụt quần. Mày thách tao đi. Hôm nay tao vừa mới mua cái này về đố mà tụt quần tao ấy. Để em diễn lại. Hôm nay tao vừa mới mua cái này về đố mà tụt quần tao đấy. Này, anh em ơi, nó bê đê chúng mình chắc chắn là xử được. Bây giờ nhân cơ hội này chúng mình xử nó để cướp nốt mấy quả xoài kia. Ừ, bay. Chết đã. Quả là xoài. Chết đã. Phản hết. Solo đi. Solo. Solo. Ta chọn thằng kia. Ôi, nên. Ôi. Ta chọn thằng kia. Mày nên. Nên đi. Mày nên trước đi. Để tao. Thằng kia. Đấy, nó chọn mày ấy. Ôi, mẹ. Lon. Anh đi. Mẹ. Thằng này cũng được. Cũng mà nhẹ 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 thôi. Solo đi. À, thôi, tao phải chơi mạnh bạo không? Thằng này bóng mày. Nên. À, này không ý mày chê tao yếu cái gì? Ủa nó chê mày chê tao yếu rồi. Bố mày vút. Mày nghĩ thế nào mà chị cầm đầu nữa rồi. Em mới cầm đầu nữa. Cầm đầu nữa. Ê bố này. Đánh nó đi. Chứ tao. Mày này. Cầm đầu nữa. Tao nói cho mày biết nè. Tao nói cho mày biết nè. Nhớ đâu lên. Cái xài này nhá. Là cái xài nó chậm mọc. Mày trốn kỹ thế. Ủa? Cái xoài nhà tao không biết chơi đó. Cái xoài này cái xoài tự mọc này, nhưng mà cái xoài nhà mày. Bây tao nói cho mày. Xoài chưa đốt bọn tao chưa? Mày đã. Bọn tao không bao giờ. Cái xoài nhà tao. Em bớt xứ nó đi thôi đi. Nhanh. Đấy, hôm nay để phải để anh bốn ra tay. Mày thử dùng quần nó. Anh Năm. Mày tin anh tụi quần nữa, bớt xin lỗi không? Anh Năm. Đố chúng mày. Mày cho lắm. Mày thích đi. Mày để có đuôi cầm máy cho tao tụt luôn đấy. Hôm qua mới tụt nhiều rồi. Ôi anh bốn anh lùi miếng sang kia. Anh lùi sang kia. Đúng rồi. Đấy. Mày giỏi mày ra đấy. Ô nó đi về nó gọi đại ca. Mày gọi đàn em ra. Đàn em cái gì? Hôm nay tao nói mày biết nè, chỉ có mấy thằng nhoi như thế này mà đòi đánh bọn tao á. Có cái nịt anh bún này. Đúng rồi, có cái nịt. Đang hổ mõm em ạ. Ơ mày ra. Mày đang quay thường tao. Mày đang hổ mõm ở đây à? Sao? Tao tao quay thường mày đấy. Mày nhon nhon như đấy. Ra. Sao mày bảo nó bóng mặc dù nó bóng thật. Nên. Mày không nên đi. Nó rất tao lâu quá. Mày nên chứ. Mày tao cười quá. Anh bốn đánh với thằng bóng rồi nè. Đánh ba đi. Không đủ tao, không đủ tao. Anh ơi, anh đánh về nè. Anh đánh về nó chỉ vậy là nó ngã rồi. Mày lên đi. Nó sao? Mày lên được mà. Anh bốn tao bỏ cái này. Bỏ cái gì? Đi ra. Không, tao bỏ cái này đi. Đúng mình nói chuyện nhẹ nhàng. Tao không chơi chung mày, chúng mày chụp quài tao, chúng mày của tao mù à? Mày bắt nạt tao đó à? Để tao bắt nạt tao chứ? Tao thì em gì mà bắt nạt? Tao! Mày ơi! 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 Mày ai ăn mày biết đây là địa bàn của tao không? Mày có sổ đỏ không mà mày nói đây địa bàn tao? Đây là chỗ của tao. Đây sổ đỏ nhà tao đây. Đây. Đây là số xanh. Đây là đây ăn cắp được một đánh người à? Tao nói massage nó bảo massage. Mày quá em dùng dây xích em quấn lại rồi. Hôm nay mày dùng dây xích à? Thế mọi hôm mày dùng dây gì dây chun à? Ở đây đây ăn trộm mẹ còn đánh em tao nữa. Tao đánh em mày đâu? Đánh đi. Anh đánh nó đi. Mày ngon mày nhô đây, mày ngon mày nhà vô đây. Mày nói gì đấy? Ngon mày vô đây. Mày bình tĩnh, tao nói mày nè, cái này là tao đi qua này, quả xoài tự dụng vào người tao, tao không kịp làm gì. Tao vừa thấy mày chơi ngay rồi. Chưa chịu. Mày biết là mày chịu ấy. Hình như các anh San Mini ơi, hình như cái bọn này quen lắm. Bọn này quen mà. Quen mà. Mấy cái thằng lo nhoi mấy thằng võ mồm thôi. Mấy thằng này hình như nó xuất hiện ở kênh đây anh bún san to hay sao ấy, pha kè đúng, à? Đúng, anh bún san pha kè. Xem là biết mà. Ừ, anh bún san pha kè này, cái này anh pha riu. Thế là bây giờ nó đến đây nó bắt nạt cả bọn mình nữa. Ừ, bố láo thật bây giờ. Dữ. Mày sửa. 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 Mày
Không ơi. Biết nha. Ta chụp xoáy còn đánh người ấy. Mày nghĩ của tao có tao. Nhưng mà bây giờ mày tách người. Mày thả ngay anh Sáu của tao ra. Mày giùm tao ăn chụp xoáy thì làm sao? Mày này. Sáu ơi. Mày bỏ anh em tao chụp xoáy tức là chúng mày ăn chụp xoáy đúng không? Sáu ơi. Chụp xoáy của tao. Sáu. Tắt máy quay đi. Sao lại tắt máy quay đi? Tắt đi. Ừ sao mày đến đây mày vẫn tắt máy quay đi? Của tao không thích. Chạy ra đi Sáu ơi. Tao không chạy đấy. Đi vào. Con thằng nó vào trong ấy. Chờ chờ thằng đệ vào trong ấy. Sao? Không làm được gì á? Không làm được gì này. Em ở yên đấy đi. Con lượn lại. Rồi. Úi giời. Sáu bị bắt rồi. Anh em ơi. Rồi mày solo mấy anh bốn nè. Solo vỡ mồm. Solo vỡ mồm. Múa. Biết đánh nhau không đây. Anh solo vỡ mồm nhưng mà múa múa ba lát thì không được. Xông lên. Mày lên đi. Mày thi xem thằng nào nhảy dẻo. Mày lên. Mày không lên đâu. Lên đi. Thi xem thằng nào múa dẻo. Đúng rồi, anh bốn cố lên. Ô, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, anh bốn nặng. Ôi xùi. Mày thấy chưa? Mày thấy anh bốn nhà tao chưa? Mày thấy tôi khỏe nhưng mà yếu ấy. Nên bắt đưa. Nên. Cầm tóc quá. Rất. Rồi, không kịp đâu. Sao mày ra chết đấy hả? Mày tô hỏa lên. Ok. Ô được. Vào ơi. Chúng quay ra đi. Nói vào. Gì? Giờ bọn tao chỉ muốn vào đi ăn xoài thôi. Và mày thả thằng Sáu ra. Tao. Bây giờ thằng Sáu ấy. Mày thả ngay anh Sáu của tao ra. Mà tao không anh Sáu ơi. Thấy chưa mày để trong đấy kiến đốt. Đã trộm một đánh người bây giờ cũng muốn thả người à. Bây giờ này. Tao thở đó. Em thở đi. Nóng lắm. Hay mình lại đây mình nói chuyện. Đi. Mày bám mày lại chỗ dâm nói chuyện. Cho là thu nội ý nhanh lên. Bây giờ ở đây nắng non quá anh em ạ. Hai mình kệ Sáu mình đi về đi anh bố nhé. Nhưng mà Sáu bảo đấy kiến nó cắn. Ê có khi con này mình dẫn Sáu về xong rồi mình đi bơi. À. Nhưng mà bây giờ phải cứu Sáu ra. Bây giờ thằng này nó tốt lắm. Anh bốn bên kia còn chẳng đánh được chứ. Anh bốn có một tẹo thì sao đánh được. Đúng rồi. Hay thôi bỏ Sáu ở đây đi thôi. Không nhưng mà bây giờ cứu đi. Không đánh được nhưng phải tìm cách nào cứu Sáu. Nhưng mà em tin chắc là anh bốn mini với anh năm mini sẽ đánh được. Nhưng mà mình bây giờ điểm yếu của mình là thân hình mình bé nhỏ nhưng mà mình thông minh đúng mình chơi cái trò điểm yếu của chúng nó là cái đầu ừ. Mình cứ cầm đầu nữa. Đúng cầm đầu với cầm tay đấy anh em bây giờ nó có bốn hàng à mình có bốn người mỗi đứa cầm một tay một đầu mày bình tĩnh mày bình tĩnh ở đây tôi ra rồi bình tĩnh mày thích ôm cái thằng bên đê kia rồi mày bình tĩnh tao sắp xong rồi anh em nó bây giờ nó rụp rồi. Nó bây giờ mà không lên là nó sẽ là hát cái Sáu. Nó cũng công bằng nó cho mình mấy phút đi. Được rồi. Mỗi đứa một đầu. Ừ một đầu. Ban chưa? Rồi, hồi ý xong chưa? Xong rồi. Đây bảo đi. Bảo gì bảo đi. Đánh ca nó ra. Không, chia đôi đánh nhau. Thằng BD này cho với anh Nam bé nhỏ của tao. Được, lên đi em. Con này nó to mồm thì cho với thằng đại ca đi. Mày đi ra kia mày còn giữ. Mày giỏi mày ra đây. Đại ca xong lên trước đi. Anh bốn lên trước cơ mà em học tập. Anh bốn rất thằng cầm đầu cho nó ngầu. Không, giờ anh bốn sẽ thằng cầm đầu. Thế anh bốn đi vào giữa. Ngầm cầm đầu cho nó ngầu. Ừ. 1, 2, 3. Chưa được. À chưa được. Rồi tao hội ý lại đã. Mày lại hội ý á. Anh sao ạ? Thế sai rồi. Các em ở đấy nhá. Bây giờ như này. Em
Được chưa? Đúng rồi. Hết giờ. Không hết giờ. Hết giờ thôi. Tao là người cho giờ, tao bảo hết giờ là hết giờ. Một hai ba được chưa? Nhớ. Mê đi chuông. Đánh nó đi anh ơi. Đánh nó đi. Mê đi đứng dậy đi. Mê đi. Mày thua rồi, tao cầm hộ rồi, anh đang cầm đấy. Không được. Tao cứu mày. Dạ. Nghe. Thằng bên đây đi ra. Không cho nó kêu. Mày nào. Mày nào. Bỏ ra. Đi ra. Tháo ra. Anh Nam mạnh mẽ lên anh Nam. Đi ra. Tao cầm đầu rồi. Anh em ơi chạy. Đúng rồi, chạy rồi. Mày đi. Bây giờ đây. Hai thằng kia. Thằng bên đây là Đi à? Bây giờ chúng nó ra đây xem. Muốn đi. Này bán gì anh em thấy à? Tao muốn mày thúc múa. Thôi. Anh à. Có nó tụ đâu mà. Cầm tao em đâu. Nhanh lên đi thúc múa. Múa nhanh lên. Mày tính tao là không biết cái chỗ tắc này của nó đâu. Không đi. Bên đây múa đi. Đâu á? Đâu á? Mày múa đi. Múa ra xem nào. Một con mày sờ ra hai cái cánh đi. Mày tụ quần cho tụ quần nó ra. Thôi mày nhảy đi vì anh em đi, nhanh lên. Thằng bóng này. Mày nhảy đi. Mày tụ quần nó ra đi. Anh Sáu cầm một đầu, anh Sáu, anh Nam cầm một đầu. Ta tụt quần mày nếu mà mày không nhảy. Mày tụt đi. Này. Ơi. Anh muốn cầm đầu. Nó chạy rồi. Mày đuổi mày vào đây. Chạy xa thế. Ôi, không đuổi đâu, mẹ làm. Ngồi yên đây. Mày thấy sự lợi hại của San Mini nhà tao chưa? Em cầm đầu thằng này cho anh bố. Thế bây giờ em có thể nhảy không? Thôi nhảy đi mà bê. Cà đu nhảy mày nhảy đi. Bây giờ tao phải giữ đầu của anh. Anh nhảy đi, đau lắm rồi. Cà đu nhảy đi. Nhảy không? Cà đu rồi. Nhảy không thì tao không biết đường tao tụt này. Mày tụt đi. Tụt nào? Không thì tao xấu ha. Một. Tụt đi. Tụt mạnh vào. Rất. Tụt đi. Mày đi không? Tụt nó vào, tụt con làm bê đê ra đi. Tao tụt. Nhảy. Nó không dám tụt nhưng tao dám tụt. Nhảy. Nhảy. Nói còn ngạo mưa à? Nhảy. Nhảy đi. Sao nhảy đi ra? Mày muốn Aladdin cho tao. Muốn gì? Aladdin. Đắp đi thế. Nó tay lên cho muốn nào. Ừ. Nghe đi mà chờ nghe đi. Nè. Ừ, lắc đi. Vô. Nhảy đi. Đây. Đây. À đâu có tư thế. Nhảy đi. Để có tư thế không? Cho dầm không? Nhanh lên, tao nóng quá. Nhảy đi, đi. Nhanh lên, nắng. Mô máy kê, mô máy tao. Nhá. 1 2 3 nhảy. Rồi là mày lắc hay chưa? Đây anh em ơi. Để tao múa cột cho à. Ơ múa cột nữa mày múa cho coi nè. Thế đủ. Đây múa đây đây. Tao múa đây. Mày cứ mông cong cho xem nào. Đây. Nữa. Thấy cong rồi. Nữa. Tao thấy cong rồi. Tao nói nữa. Đây rồi, hết nữa. Rồi. Hết rồi. Vẫn được kên. Đau quá. Mày cứ ở đấy anh em ơi. Dạ, bây giờ mình hành hạ nó vậy được rồi. Bây giờ mình chuột. Chạy hay là mình chuột như thế chuột đi. Ê chị bảo chuột này chuột. Bây giờ đến 1 2 3 bọn mình được chạy không? Không nhưng mà sợ nó đuổi theo lắm mình kéo chạy. Nó dồn lại một chỗ đấy. Ừ phải đi lại đấy. Mình dồn nó vào không ơi. Ở đây à?